những quả ăn được, có những quả thì không đâu nhé. Quả gì mà to to nhất? Xin thưa rằng quả đất. Wow. To bằng quả mít mật không? To hơn, to bằng nhìn núi Thái Sơn. Làm tốt lắm mấy đứa. Goodbye. Trên cành đào học thêm mấy con tôm cho mẹ để mẹ ăn cơm. Vào bếp đâu cái trứng ốp là lấy con cá kho thêm mặn mà để dành cho cha. Mẹ khen cháu ôi thơm ơi là thơm, muốn ăn hết nguyên cả một nồi cơm. Thịt và rau xanh tươi ơi là tươi, ngon ơi là ngon. Mẹ khen con ngoan ôi sao thật ngoan, thấy con nấu ăn trông như đầu bếp. Vậy từ trên cành rau hấp thêm mấy con tôm cho mẹ để mẹ ăn cơm. Vào bếp đâu cái trứng ốp là lấy con cá kho thêm mặn mà để dành cho cha. Mẹ khen cháu ôi thơm ơi là thơm, muốn ăn hết nguyên cả một nồi cơm. Thịt và rau xanh tươi ơi là tươi, ngon ơi là ngon. Mẹ khen con ngoan ôi sao thật ngoan, thấy con nấu ăn trông như đầu bếp. Vậy từ nay con siêng năng vào bếp mỗi ngày con. Không có chuyện gì, vâng ai là bình thường, nhưng phải biết.
bình thường.